Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thường nghe nói nhìn đời bằng cặp kính màu. Và khi chúng ta nghe câu nói nhìn đời bằng cặp kính màu ấy, chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện là có đôi bạn thân. Hai người thường đi đôi với nhau, nhưng một người luôn luôn là đeo kính màu và một người luôn luôn là không có đeo kính màu. Một hôm trên con đường đi vào buổi chiều, người đeo kính màu ấy hỏi người bạn của mình không đeo kính màu ấy: hoàng hôn đã buông phủ chưa? Mặt trời đã lặn về tây chưa? Và những cánh đồng xanh um, những rặng núi xanh rì, đến giờ phút này cái màu sắc của nó ra sao? Thì người không đeo kính màu ấy nói rằng hoàng hôn đã gần tắt, vẫn còn soi rọi trên những đỉnh núi, trên những cánh đồng. Thì người đeo kính màu đó nói: sao tôi không thấy ánh nắng mặt trời? Sao tôi không thấy màu xanh của núi? Sao tôi không thấy sự rì rào màu xanh của lúa, của mạ, của cánh đồng vườn tược ở nơi đây? Người không đeo kính ấy, tại vì anh đeo kính màu cho nên anh không thấy được cái màu sắc thực tế của sự vật đang ở chung quanh ta. Nếu mà anh muốn thấy được hình ảnh màu sắc đúng với sự thật của sự vật thì anh hãy lấy cái kính màu ra đi, thì anh sẽ thấy ngay được rằng trước mắt anh là một ngọn núi màu xanh, chung quanh anh là những cánh đồng lúa rì rào màu xanh biếc. Khi nghe nói như thế đó thì chúng ta phải thấy được rằng giá trị câu chuyện là ở chỗ chúng ta phải nhìn sự vật đúng với sự vật. Chúng ta phải nhìn đúng bằng cái nhãn quan của chúng ta mà không qua một lớp kính màu nào hết. Cũng vậy, trong đời sống chúng ta hãy đem cái tâm chân thật, cái tâm thiện, cái tâm lành, cái sự suy tư đúng để chúng ta nhìn đúng sự vật. Mà chúng ta không có nhìn sự vật qua một lớp kính màu như anh chàng kia đã trình bày. Nhưng mà kính thưa quý đạo hữu, trong cuộc sống này lắm khi chúng ta cứ mang kính màu để chúng ta phê phán, để chúng ta chỉ trích theo cái ý kiến chủ quan của chúng ta. Mà thực sự rằng cái điều mà đang xảy ra trước mắt của chúng ta, đang có trong môi trường của chúng ta, đang sống chung quanh ta, nó không phải như là sự nhận định về cái sự hiểu biết chủ quan của chúng ta như anh chàng thanh niên mang kính màu. Nếu mà chúng ta có được một nhãn quan, một tâm tư, một sự suy nghĩ đúng với sự thật của sự vật thì quả thật rằng trong đời sống này chúng ta không có nhiều thắc mắc, chúng ta cũng không có nhiều sự lo âu, mà chúng ta có được một cái đời sống tương đối thanh thản khi mà chúng ta hiểu biết được cái sự vật đó nó đúng như thế nào, nó đúng bao nhiêu %, nó sai như thế nào, nó sai bao nhiêu %. Thì quả thật rằng đó là hạnh phúc của đời mình. Còn nếu mà chúng ta không có nhìn đúng sự thật của sự vật mà chúng ta nhìn thấy sợi dây thành con rắn, mà khi mà chúng ta thấy sợi dây là con rắn thì sao? Thì chúng ta hoảng hốt, chúng ta vội vàng, chúng ta chạy, chúng ta la lên vân vân và vân vân. Thì ngay khi đó tâm của chúng ta đã hoảng hốt và ngay khi đó tâm của chúng ta đã loạn động rồi. Cho nên mong rằng trong cuộc sống chúng ta hãy lấy cặp kính màu xuống để chúng ta nhìn đời bằng một cặp mắt chân thật, là những điều kiện cần thiết để xây dựng cho chúng ta một đời sống chân thật, khách quan và đầy đủ ý nghĩa của giá trị sống con người hôm nay. chân thành kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử.